tiếp phần trước hệ thống hiện lên có hạ thực lực của đối thủ xuống không có thể điều chỉnh trong phạm vi nguyên anh bát tầng về luyện khí cảnh nhất tầng ánh mắt hàn tuyệt đam chiêu nghĩ thí luyện mô phỏng càng lúc càng thú vị chuyển cảnh tại một khu nhà bầu trời lúc này vô cùng u ám có tiếng nói vọng ra sao sao có thể chứ chuyện này là thật sao lý khanh tử trưởng giáo đang đứng chắp tay đi qua đi lại xác nhận tuyệt đối chính xác tháng trước đoạn thông thiên đã độ kiếp thành công Hiện tại đang có tu vi hóa thần cảnh. Tin tức vừa được xác minh, hội trưởng giáo Ngọc Thanh Tông ai nấy cũng đều lo lắng, quay qua mà bàn tán, như này đánh kiểu méo gì. Tịnh tể chân nhân cũng lo lắng không thôi, ánh mắt cũng có chút e sợ, nói, vậy sư phụ thì sao? Hắn không phải tu luyện ra nguyên thần rồi hay sao? Cách hóa thần cảnh chắc không còn xa. Không có, đó chỉ là một loại thần thông, hóa thần á. Còn khuya em ạ, à, Lý Khanh Tử cũng dừng lại phía sau trả lời. Đao lôi lão tiên cũng nói hay là xin giúp đỡ, chúng ta vẫn có thể xin giúp đỡ. Ta đã xin giúp đỡ các phái chính đạo, tạm thời chưa nhận được hồi âm, đao lôi lão tiên nghe thế cũng toát mồ hôi, không ngừng lo lắng, Lý Khanh Tử nói tiếp, bây giờ mà có lão tổ ở đây thì tốt rồi, ngài ấy có tu vi hóa thần cảnh trung kỳ, nhưng ngài ấy ra ngoài nhiều năm chưa quay về, muốn tìm cũng không tìm được. Mọi người thì lo lắng không ngừng tìm cách, một bên khác, khi tuyển tiên tử vẫn cứ phong cách ấy, im du không nói lời nào. Nhưng bất ngờ, khi tuyển tiên tử cũng mở mắt ra khi nghe được, như vậy đi, đến lúc đó sẽ do ta và thái thượng trưởng lão đối phó với đoạn thông thiên, sư huynh. Đừng, hết cách rồi, với tu vi bây giờ của các vị, ai lên cũng uổng phí hết. Trước tiên không nhắc tới đoạn thông thiên nữa, các người thậm chí không phá được thiên cương kim thân của ta, điểm này các ngươi rất rõ. Là công pháp mạnh nhất của Ngọc Thanh Tông, đến nay chưa ai có thể phá được, có lẽ có thể đánh một trận với hắn. Một bên khác, Hàn Tuyệt vẫn đang luyện tập trong thí luyện mô phỏng, lúc này hắn đang vào tư thế xuất thủ thiên cương kim thân phá oanh một tiếng lớn hệ thống báo chiến tích ngày hôm nay vượt giai miểu sát nguyên anh cảnh ngũ tầng ngoài thực tại hàn tuyệt thấy kết quả mặt đang phê như con tê tê khoái khoái nghĩ thí luyện mô phỏng thật thú dị a hi hi rất nhanh bầu trời có dị biến ánh sáng lóe lên vô số đạo lôi kiếp hội tụ một hư ảnh lôi long hình thành đánh thẳng xuống động thiên của hàn tuyệt lúc này hàn tuyệt ngồi xếp bằng sẵn sàng tư thế đón nhận lôi kiếp đột phá thầm nghĩ nguyên anh cảnh lôi kiếp trong 10 năm nay sáu loại linh căn đều đã đạt tới tu vi kim đan cảnh cửu tầng viên mãn nguyên anh ta buộc phải đột phá và thế là hàn tuyệt ngồi tại đỉnh động thiên cứ thế từng đạo lôi kiếp nguyên anh cảnh đánh xuống tới tấp thường nguyệt nhi có lẽ phát hiện bất thường nàng chạy tới gương mặt vô cùng hốt hoảng lo nghĩ sư đệ sư đệ gặp quỷ ma giáo sắp xâm nhập sư đệ sao lại vào lúc này độ kiếp sư đệ là muốn đột phá kim đan cảnh sao nếu thanh minh ma giáo từ bên này giết tới. Như vậy sẽ cắt ngang sư đệ độ kiếp, cưỡng chế cắt ngang độ kiếp là đại kỵ, sư đệ sẽ bị phản phệ. Thường Nguyệt Nhi lo lắng, suy nghĩ chưa biết phải làm sao, tay phải đặt vào trước ngực để chấn tĩnh, lại nghĩ, không được. Mình là sư tỷ phải bảo vệ sư đệ. Với thực lực của mình rất khó bảo vệ sư đệ. Thường Nguyệt Nhi vẫn đang đứng dưới nhìn lên, chăm chú quan sát toàn cảnh hàn tuyệt đột phá dưới màn lôi kiếp, nàng quyết định vậy đợi sư đệ tỉnh thì mình ngay lập tức mang sư đệ về nội môn trốn ai kêu ta thích đệ hộ pháp trước đi cứ thế 10 ngày trôi qua đội quân thanh minh ma giáo đã bắt đầu tấn công lên ngọc thanh tông tên nào tên nấy tràn ngập sát ý phát hiện bất thường ánh mắt thường nguyệt nhi cảnh giác chú ý có ma khí bọn chúng đến rồi sao theo như nàng quan sát là phía núi chính ma giáo công từ hướng khác vừa hay tránh động phủ của sư đệ lúc này nếu mang đệ ấy đến nội môn ngược lại là hại đệ ấy như vậy thì chỉ cần sư đệ không ra khỏi động phủ thì sẽ mãi an toàn, xin lỗi. Ta đi trước hỗ trợ sư phụ, thề cùng sống chết với nhau, sư đệ, đệ đừng quay về. Vừa lúc này, hàn tuyệt phía trong động phủ đã chính thức đột phá, tấn giai nguyên anh. Thử vận chuyển linh lực để cảm nhận, hàn tuyệt đánh giá, cảnh giới nguyên anh này, có chút bá đạo. Ngay cả công pháp lục đạo luân hồi cũng lột xác, nguyên anh là một đạo lực lượng có thể câu thông thiên địa, giao cảm ngũ hành. Từ đó có được sức mạnh vô thượng, tất cả linh căn dung hợp sáu hệ linh lực hợp nhất trở thành linh lực hoàn toàn mới mà cường đại sáu đạo linh lực sau này có thể trực tiếp hấp thụ linh lực giữa thiên địa không cần tu luyện riêng từng linh căn chỉ hấp thụ sáu đạo linh lực thì tu luyện đã có hiệu quả cao hơn trước kia đang còn phê pha vì cảnh giới mới hàn tuyệt lại nhận được thông báo hệ thống chúc mừng ngươi đột phá đến nguyên anh cảnh có được một phần thưởng thần thông con đường ngươi chọn là con đường kiếm tu chúc mừng ngươi có được thần thông kiếm đạo thiên chu quỷ thần kiếm tuổi thọ tăng lên 998 tuổi. Âu Vãi Cúc, 998 tuổi. Bất ngờ, hệ thống cảnh báo, hệ thống thông báo, tông môn Ngọc Thanh Tông của ngươi đang chịu sự tập kích của thanh minh ma giáo. Cái gì? Đã đánh đến rồi sao? Vậy mình hay là? Hệ thống lại báo, đã kiểm tra được người mạnh nhất trong Ngọc Thanh Tông, đoạn thông thiên, giáo chủ của thanh minh ma giáo, hóa thần cảnh nhất tầng, có mở thí luyện mô phỏng ngay không? Hóa thần, Ngọc Thanh Tông chắc chắn không đỡ được, bình tĩnh, Trước đó mình kim đan cảnh thì có thể giết tu sĩ Nguyên Anh, bây giờ đối đầu với hóa thần, chắc có sức đánh một trận. Nghĩ vậy, thử trước xem sao, Hàn Tuyệt liền lựa chọn, đồng ý thí luyện mô phỏng, thí luyện mở ra. Lúc này, tại Ngọc Thanh Tông, cuộc chiến đang diễn ra rất quyết liệt, khói bụi mù mịt. Chúng đệ tử đang cố gắng chống đỡ lại công kích từ phía thanh minh ma giáo, liên tục hô hào rút, rút lui. Trương khốn ma vừa đi vừa tàn sát, vừa liên tục tìm kiếm, tào tháo. Cút ra đây chịu chết, còn không hiện thân, lẽ nào chạy từ lâu rồi sao? Ha ha, người của Ngọc Thanh Tông quả nhiên là một đám phế vật. Trương Khốn Ma đánh ánh mắt nhìn về một nơi cách đó không xa, có một cột ánh sáng chọc thẳng lên trời, nói, bên phía giáo chủ chắc sắp kết thúc rồi nhỉ. Rồi hắn giang hai tay đứng trước chúng đệ tử Thanh Minh Ma giáo, ra lệnh, "Các đệ tử nghe lệnh, đốt sạch, giết sạch, cướp sạch." Đó. Tay Trương Khốn Ma giơ lên, hét lớn, "Không tìm được tào tháo thì dùng đệ tử của Ngọc Thanh Tông." hiến tế cho vong linh trên trời của đồ nhi ta quay trở lại phía Hàn Tuyệt mặt hắn lúc này đang đúng kiểu vừa trải qua chuyện gì đó mà chán chả buồn nói hệ thông báo thí luyện kết thúc thời gian sử dụng một phút nghĩ nó chán Hàn Tuyệt than đoạn thông thiên chỉ vậy thôi sao quay trở lại cuộc chiến một chiếc đầu lâu vô cùng quỷ dị đang lơ lửng trên không xung quanh đều là tử khí đoạn thông thiên đứng trong lớp tử khí đắc ý hét lớn ha 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 từ bỏ đi ha 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 phía bên dưới lý khanh tử cùng thái thượng trưởng lão đang phải sử dụng thiên cương kim thân chật vật chống đỡ uy áp từ đoạn thông thiên ưm um, uy áp này thật đáng sợ trên người đoạn thông thiên không ngừng tỏa ra sát ý ánh mắt mang theo chút khinh thường nói chỉ cần quỳ xuống cầu xin có lẽ bản tọa còn có thể để các ngươi bớt chịu tội đoạn thông thiên đệ tử của ngọc thanh tông ta dù có chết cũng tuyệt đối không khuất phục dưới ma đạo vừa nói lý khanh tử vừa lao tới tung chiêu vào phía sau đoạn thông thiên lão ta bình thản đứng đó chưa động nói Hải, qua chậm rồi. Thái thượng trưởng lão ở một bên quan sát đánh giá, không được, cái đầu lâu sau lưng ngươi là tiên thiên hắc tử. Linh lực sau khi bị nó hấp thụ thì trực tiếp hóa giải, ma đầu này dựa vào bảo vật đó thì có thể tiêu hao chết chúng ta. Sau bao cố gắng tấn công không được, linh lực cũng đã tiêu hao vô số, Lý Khanh Tử cùng Thái Thượng Trưởng Lão bất lực mà than, con mẹ nó, như này thì đánh cái con mẹ gì nữa. Khi tuyển tiên tử giờ này cũng không mấy khá hơn, cơ thể bị thương vô số, thở hộc hộc nàng lúc này ánh mắt buồn bã có chút mệt mỏi nghĩ về đám đệ tử hàn tuyệt tiểu tử thối này đoán chắc vẫn đang bế quan hy vọng không ai phát hiện động phủ của hắn còn cả đám thường nguyệt nhi xin lỗi người làm sư phụ không bảo vệ được các ngươi chỉ có thể đi trước các ngươi một bước ân oán kéo dài mấy trăm năm hôm nay nên kết thúc rồi đứng trước hy tuyền tiên tử đoạn thông thiên nhai hàm răng cười nham hiểm nói tiếp đáng tiếc một mỹ nhân đẹp như vậy một diễn biến khác mạc trúc như đang bị một đám đệ tử thanh minh ma giáo truy sát cô nhảy xuống một vách núi nàng ta nhảy vực rồi bên dưới là vực sâu vạn trượng tiếp tục đuổi theo đừng để nàng ta chạy thoát ánh mắt mạc trúc có gì đó không cam lòng cô nghĩ để thoát khỏi truy sát linh lực đã cạn kiệt bây giờ ngay cả ngự kiếm cũng không làm được mau đuổi theo đám kia vẫn truy sát còn mạc trúc thì đang rơi tự do nghĩ nhất định sẽ chết cho dù chết cũng sẽ không để các ngươi được thành công cô nhắm mắt lại chấp nhận kết cục nhớ tới nếu nam nhân đó nếu mình khổ tu giống như hắn thì bây giờ sẽ không như thế này kiếp sau còn có thể gặp lại ngươi không hàn tuyệt mà cô nương cô sao lại đi xuống rồi nghe âm thanh thấy quen quen mắt mạc trúc mở lớn vô cùng ngạc nhiên hàn tuyệt lúc này đã đỡ được mạc trúc bế trên tay mạc trúc không thể tin được mà lắp bắp hàn hàn huynh đệ đây đây mạc trúc nằm trong vòng tay xướng đến độ nghĩ vớ nghĩ vẩn chúng ta đã chết rồi sao đều lên thiên đường rồi hệ thống thông báo độ thiện cảm của mạc trúc đối với ngươi tăng lên độ thiện cảm hiện nay là 5,5 sao hàn tuyệt nghe mà đen xỉ cả mặt mạc huynh đệ cuối cùng cũng tìm được ngươi mạc phục cừu vừa chứng kiến một cảnh cũng ảo ma không kém vô cùng ngạc nhiên hàn huynh đệ sao có thể chứ hàn tuyệt tiện tay qua ngay mạc trúc trả lại cho mạc phục cừu chăm sóc tốt cho cô ấy ta phải đến núi chính đây mạc trúc thì vẫn đang chìm đắm trong cơn phê mà chưa thể tỉnh lại hàn tuyệt đã phóng vút đi với tốc độ bàn thờ mà phục cừu khó tin nhìn theo nghĩ hàn huynh đệ ngươi rốt cuộc tu luyện kiểu gì ngươi cũng ở thiên đường à mà Trúc vẫn phê mà ăn nói xà lơ ba cường giả kim đan cảnh vây công ta ba người tất cả đều bị hàn huynh thuận đường giết chết hàn tuyệt đang phi hành bỗng dừng lại ở đâu đó đánh giá tình hình các vị đạo hữu mà thấy hay thì hãy cho kênh youtube của tại hạ một view một bình luận và một like để tại hạ còn có linh thạch để edit cho các đạo hữu xem nhé các vị đạo hữu thấy chỗ nào không ưng ý thì cứ chỉ giáo tại hạ cảm kích vô cùng